Với bối cảnh ngành bán lẻ tại Việt Nam có nhiều tín hiệu tích cực trong thời kỳ bình thường mới, các doanh nghiệp cần thích nghi và nắm bắt cơ hội để đón sóng và bứt phá trong giai đoạn đặc biệt này. Đó chính là mục tiêu hướng đến của triển lãm VR Premium 2022 vừa diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh. Sau thời gian gián đoạn vì đại dịch, VR Premium 2022 đã trở lại với sứ mệnh là cầu nối trung tâm, kết nối các doanh nghiệp kinh doanh sản phẩm cao cấp trong và ngoài nước. Trong các lĩnh vực như thời trang làm đẹp, thực phẩm và đồ uống cao cấp, quà tặng đồ dùng gia đình, thiết bị thông minh, thiết bị số, sản phẩm sức khỏe, thân thiện môi trường, văn phòng phẩm. Sự kiện quy tụ 350 gian hàng của 250 công ty. Đây là cơ hội để các nhà đầu tư, doanh nghiệp và cá nhân tìm cơ hội kinh doanh, gặp gỡ với các đối tác tiềm năng tham gia trưng bày tại triển lãm. Triển lãm năm nay dự kiến sẽ đón 10.000 lượt khách tham quan. Với vai trò những nhà phát triển sàn thương mại kết nối giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp, thì chúng tôi tin tưởng rằng có thể làm cầu nối giúp các doanh nghiệp xuất nhập khẩu nhiều hơn, giới thiệu đến doanh nghiệp Việt Nam những thông tin khách hàng, nhãn hàng được xác thực cùng nhiều sản phẩm chất lượng và đa dạng. Hiện tại, thông qua WeTrade, có hơn 1.000 người sử dụng. Tại đây, các hội thảo chuyên đề miễn phí được ban tổ chức phối hợp cùng các chuyên gia hàng đầu thực hiện, giúp các nhà kinh doanh cập nhật xu hướng tiêu dùng hàng hóa cao cấp tại Việt Nam và trên thế giới. Các cơ hội cần nắm bắt để bứt phá trong thời đại bình thường mới. Các thủ tục hành chính cần có để đưa hàng hóa vào các chuỗi cung ứng. Thời điểm này là một giai đoạn cực kỳ quan trọng để tái thiết lại nền kinh tế ngoại giao giữa các nước. Tất cả các đơn vị Hàn Quốc trực tiếp đến Việt Nam để gặp gỡ với các đối tác Việt Nam và tìm kiếm cơ hội giao thương. Lâu lắm rồi chúng tôi mới có cơ hội được gặp gỡ và tiếp cận với người tiêu dùng trực tiếp như thế này. Sự kiện là cơ hội để các công ty Hàn Quốc mang những sản phẩm chất lượng an toàn đến khách hàng. Trong khuôn khổ triển lãm còn có chủ đề Việt Baby với thông điệp lựa chọn thông thái, bé khỏe, mẹ vui, nhằm mang đến các sản phẩm organic, đồ dùng giáo dục thông minh, giúp ba mẹ có cơ hội tiếp cận các sản phẩm mới, chất lượng cao trong và ngoài nước. Từ đó đưa ra lựa chọn thông thái để các con được sử dụng những sản phẩm tốt nhất hiện nay. Bên cạnh đó, triển lãm cũng là không gian vui chơi cho bé, với nhiều quà tặng hấp dẫn,